Bảo Đại là vị vua thứ 13 của triều đại nhà Nguyễn, cũng là vị vua cuối cùng của chế độ quân chủ trong lịch sử Việt Nam. Nhưng điều khiến người ta nhớ về ông không phải là tài năng hay tài trị vì đất nước, mà lại là những cuộc chơi thâu đêm trong các vũ trường, là những lần vung tay hàng triệu franc trong các sòng bạc, và nhiều nhất là nhớ về ông bên cạnh các scandal tình ái đầy nóng bỏng, trong khi đã có người vợ được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đông Dương kế bên. Có thể nói, cuộc đời của Bảo Đại từ khi thành niên đến lúc qua đời đều được vây quanh bởi những giai nhân tuyệt sắc. Quả không ngoa khi nói rằng ông là vị vua phong lưu và đa tình bậc nhất lịch sử Việt Nam. Thậm chí không ngại phủ định hôn nhân với vợ cả Nam Phương để cho nhân tình danh phận. Vậy kết quả của những bóng hồng bên cạnh vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn ra sao? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về điều đó trong video ngày hôm nay. Các bạn cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để kịp thời cập nhật những thông tin mới thú vị nhất. Năm 1922, Vĩnh Thụy lúc 9 tuổi được xác lập làm Đông Cung Hoàng Thái Tử. Sau đó không lâu, ông cùng vua cha khải định sang Pháp và được vợ chồng cựu khâm sứ Trung Kỳ Jean-François Eugène Charles nhận làm con nuôi. Từ đó, ông bắt đầu theo đuổi con đường học tập và tiếp nhận nền văn hóa phương Tây. Sau khi vua Khải Định qua đời năm 1925, Hoàng Thái tử Vĩnh Thụy đã từ Pháp trở về để nối ngôi, lấy hiệu là Bảo Đại. Tiếp đó, ông quay về Pháp để học tập, giao lại triều chính cho quần thần. Sau 10 năm theo học tại Pháp, vua Bảo Đại về nước ngày 16 tháng 8 năm 1932, trị vì tại Huế cho đến năm 1945. Một thời gian dài tiếp xúc với văn hóa phương Tây khiến cho Bảo Đại có cái nhìn thoáng đãng hơn hẳn những văn sĩ cổ hữu đương thời. Và đương nhiên, phong cách sống cũng bị tây hóa. Với chiều cao 1m82 cùng nét điển trai, bảnh bao, Bảo Đại được mệnh danh là một vị vua phong lưu đa tình với rất nhiều những giai thoại về tình sử. Tuy nhiên, mối tình đáng nói nhất của ông phải kể đến Nam Phương Hoàng hậu. Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Maria Therese Nguyễn Hữu Thị Lan, cháu gái của ông huyện sĩ, một gia đình danh giá giàu có nhất xứ Nam Kỳ, được mệnh danh là Hoa hậu Đông Dương thời bấy giờ. Trong một buổi dạ tiệc, vua Bảo Đại đã trúng tiếng sét ái tình và quyết tâm theo đuổi Thị Lan, khi đó bà mới 18 tuổi. Vị vua có viết trong cuốn Con rồng Việt Nam, Lan có một vẻ đẹp thùy mị của người con gái miền Nam, hiền lành và quyến rũ, làm tôi say mê. Cô dâu năm ấy 19 tuổi, với nhan sắc mặn mà, một vẻ đẹp đậm chất Á Đông. Nam Phương Hoàng hậu được liệt vào danh sách 5 vị hoàng hậu đẹp nhất thời bấy giờ. Người ta cho rằng Bảo Đại gặp Nguyễn Hữu Thị Lan rồi đi đến hôn nhân không phải tình cờ mà có bàn tay sắp xếp rất tinh vi và khéo léo của người Pháp. Tuy nhiên, để lấy được mỹ nhân Đông Dương làm vợ, vua Bảo Đại đã phải vượt qua rất nhiều giao cản. Lần đầu tiên trong lịch sử triều đại Việt Nam có một vị hoàng hậu được sắc phong ngay trong ngày kết hôn và lại còn là người Công giáo. Ngay khi lấy bà Nguyễn Hữu Thị Lan, Bảo Đại đã phong bà làm Nam Phương Hoàng hậu và sau khi sinh con trai là Bảo Long, vua đã tôn cậu bé làm Đông Cung Thái tử. Nam Phương Hoàng hậu chính là người vợ mà Bảo Đại đã phá lệ tứ bất của triều Nguyễn, đó là không lập hoàng hậu. Các bà vợ của 12 đời vua trước đó chỉ được phong tước Vương Phi, đến khi chết mới được truy phong Hoàng hậu. Không lấy tể tướng, không lấy trạng nguyên, không lập thái tử. Đồng thời, vị vua phong trần cũng lập lời thề ước tuân thủ chế độ một vợ một chồng để Nguyễn Hữu Thị Lan có quyền được giữ nguyên đạo Công giáo và các con khi sinh ra phải được rửa tội theo luật Công giáo và giữ đạo, còn Bảo Đại thì vẫn giữ đạo cũ là Phật giáo. Sau lễ cưới, Bảo Đại cùng Hoàng hậu Nam Phương dọn về ở tại Điện Kiến Trung thuộc khu vực Cấm Thành. Trong 12 năm hương lửa vạn đồng, hai người có với nhau 5 người con và tưởng rằng tình đẹp bất tử. Xong nào ngờ, thời điểm đánh dấu sự kiện vị vua thứ 13 của nhà Nguyễn kết thúc lời thề chỉ một vợ một chồng là lúc Mộng Điệp, người đẹp gốc Kinh Bắc sinh trưởng ở Hà Nội xuất hiện năm 1946. Khi nhắc tới các thứ phi của Bảo Đại, người được nhắc đến đầu tiên luôn là Mộng Điệp, thứ phi phương Bắc đã khiến Bảo Đại mê mệt một thời. Xuất thân trong một gia đình bình thường, có cha làm ngành đường sắt. Mặc dù vậy, bà Mộng Điệp được hưởng nền giáo dục tốt. Sau thời thơ ấu sống với bà nội, Mộng Điệp được người bác ruột đón lên Hà Nội nuôi và cho ăn học. Bà Mộng Điệp gặp Bảo Đại khi ông không còn là vua nữa. Đó là vào tháng 9 năm 1945,
khi vị hoàng đế cuối cùng đã thoái vị và trở thành cố vấn của chính phủ cách mạng lâm thời. Gặp nhau lần đầu ở sân tennis Hà Nội, họ lập tức phải lòng nhau, rồi sống chung tại căn hộ trên đường Trần Hưng Đạo. Cũng trong thời gian này, Bảo Đại mê một mỹ nhân khác là vũ nữ Lý Lệ Hà. Hai mối quan hệ tồn tại song song. Năm 1946, khi con trai đầu lòng 2 tuổi, thứ phi Mộng Điệp sinh hoàng nữ Nguyễn Phúc Phương Thảo. Sau đó, bà sinh cho ông 2 người con trai nữa là Hoàng Nam, Nguyễn Phúc Bảo Hoàng, ra đời năm 1954, mất khi 1 tuổi, và Nguyễn Phúc Bảo Sơn, sinh năm 1955, mất năm 1987. Tuy không có cưới xin hôn thú, nhưng bà Mộng Điệp được những người xung quanh Bảo Đại ngầm hiểu là thứ thất của ông. Đặc biệt, bà được Thái hậu Từ Cung coi là con dâu và cực kỳ quý mến. Bản thân Thứ Phi cũng giữ đạo dâu con khi thường xuyên về Huế thăm mẹ chồng, chăm lo việc thờ cúng tổ tiên của hoàng tộc chu đáo, khiến bà Từ Cung rất hài lòng. Thái hậu thậm chí còn ban mũ áo để bà Mộng Điệp thay mặt Nam Phương Hoàng hậu trong các cuộc tế lễ. Bà Nam Phương theo Thiên Chúa giáo nên không tham gia các hoạt động thuộc tín ngưỡng khác. Năm 1949, một thời gian sau khi Bảo Đại trở lại công tác với Pháp và làm quốc trưởng chính phủ quốc gia ở miền Nam, ông đón gia nhân Mộng Điệp lên Đà Lạt và mua cho bà tòa nhà gần biệt điện của mình. Năm 1950, Bảo Đại lập Hoàng Triều Cương Thổ trên phần đất Tây Nguyên của Việt Nam và cử Thứ Phi Mộng Điệp lên Buôn Mê Thuật để giúp giữ phần đất này. Bà đã đứng ra sắp xếp cuộc sống cho cựu hoàng, đích thân chọn ra 40 con voi khỏe mạnh để ông thỏa đam mê săn bắt. Không chỉ xinh đẹp, bà Mộng Điệp còn lái xe, cưỡi voi rất giỏi và luôn đồng hành với ông. Dù thường xuyên có rất nhiều gia nhân bên mình, Bảo Đại luôn coi trọng và tin tưởng Mộng Điệp. Bằng chứng là vào năm 1953, cựu hoàng giao cho bà mang cặp ấn kiếm và một số báu vật của triều Nguyễn qua Pháp đưa Hoàng hậu Nam Phương cất giữ. Thứ Phi ở lại Pháp luôn sau khi hoàn thành nhiệm vụ này. Thời gian sau, Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm lật đổ sang Pháp sống. Bà tậu một biệt thự gần đó để gần gũi chăm sóc ông. Hai người con trai của bà cũng ra đời trên đất Pháp. Khủng hoảng tinh thần vì bị truất ngôi quốc trưởng, Bảo Đại chán nản, mải miết ăn chơi. Ông thường bảo Thứ Phi đưa tiền rồi xách túi đi liền mấy ngày, thậm chí cả tuần. Thường chỉ khi có bệnh hoặc hết tiền, ông mới về. Khỏe lên, lại bảo bà đưa tiền rồi đi biển biệt. Lo cho chồng, có lần bà Mộng Điệp bảo con trai để ý theo dõi. Cựu hoàng biết được giận bà liền mấy tuần. Bà Mộng Điệp từng tâm sự với Bảo Ân, con trai của vua Bảo Đại, với Thứ Phi Lê Phi Ánh, người mà bà rất yêu thương và coi như con mình. Nhà gì giống như cái trạng, hết tiền hay đau bệnh thì ngài mới về. Vì vậy khi Hoàng hậu Nam Phương qua đời năm 1963 ở Chabrinat, không ai biết ngài ở đâu để thông báo. Điều này làm ngài rất buồn và cứ băn khoăn trách móc gì mãi. Ngoài Hoàng hậu Nam Phương, có lẽ trong những người phụ nữ ở bên Bảo Đại, không ai tận tâm với ông như bà Mộng Điệp, cho dù ông ngày càng sa sút và luôn có nhiều nhân tình. Thời còn là cố vấn, ông cùng đoàn công tác sang Trung Quốc, nhưng lại nhân đó bỏ đến Hồng Kông ăn chơi. Bà Mộng Điệp lặn lội sang thăm và mang tiền cho ông tiêu xài. Sau này, trong những năm bất đắc chí trên đất Pháp, cựu hoàng cũng coi bà là nơi dựa dẫm như đã kể trên. Bà Mộng Điệp sống cô đơn trong những năm cuối đời. Một số sách cũng chép rằng, xuất hiện cùng thời với bà Mộng Điệp trong quan hệ tình cảm với ông Hoàng Bảo Đại còn có bà Lý Lệ Hà, nổi tiếng nhan sắc và đa tình. Sách Bảo Đại hay Những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam ghi, Bảo Đại quan hệ công khai với Lệ Hà, đêm đêm đi dạo, ăn nhậu, lùi tới các nơi ăn chơi, tiệm nhảy bất chấp dị nghị khi mọi người xung quanh đang sống khắc khổ đạm bạc. Giai thoại về bức thư đánh ghen nhẹ như sương khói nổi tiếng của Nam Phương Hoàng hậu gửi cho Lý Lệ Hà đến nay vẫn được nhiều người khâm phục. Nguyên văn bức thư: Em Lý Lệ Hà thân quý, chị ở xa Đức Cựu Hoàng hàng mấy vạn dặm trùng dương, nhưng chị biết rằng em đang hết lòng hết sức chăm sóc Cựu Hoàng ở Hồng Kông. Chị cầu mong lịch sử mai đây không buông rơi Cựu Hoàng, còn gặp lại nhau. Từ Đức Cung Thái Hậu và chị chọn kiếp nhớ ơn em, chị Nam Phương. Tuy nhiên, cuối cùng cuộc tình giữa Lý Lệ Hà và Bảo Đại cũng kết thúc, vì Bảo Đại vốn là một người đàn ông đẹp trai, thông minh nhưng cũng vô cùng đa tình. Ông Hoàng Bảo Đại đã tự động rời bỏ cô vũ nữ xinh đẹp để tiếp tục đeo đuổi những mối tình khác. Theo một số tài liệu, Lý Lệ Hà đã sang Pháp, kết hôn với một người bản địa và sống tại một làng ngoại thành Paris.
Lý Lệ Hà cũng không gặp lại Đức Vua Bảo Đại lần nào nữa khi sống trên đất Pháp. Không chỉ cặp kè với người đẹp ở quê hương, ông Hoàng Bảo Đại còn đàn bà Trung Hoa, Hồng Kông, Pháp, Nhật Bản, Gia Rê. Trong một lần vua Bảo Đại lên Đà Lạt thăm cô tình nhân da trắng mắt xanh, nhà vua đã bị ông chồng Tây của cô này nổi cơn ghen, vác súng đuổi bắn gãy chân. Việc này đã khiến cho toàn quyền Đông Dương lúc đó là Jean de Kau vô cùng lo lắng. Ông này vội vàng đưa máy bay chở vua về Sài Gòn chữa trị. Để tránh bị tai tiếng, vị toàn quyền đã tuyên bố rằng Bảo Đại đi săn và không may bị vấp ngã xuống hố bẫy cọp. Một chuyện khác kể rằng, việc Bảo Đại thường xuyên có nhân tình bên ngoài khiến cho Nam Phương Hoàng hậu rất buồn lòng và ghen tuông. Nam Phương đã có ý định cho lái xe bắn lén vào Bảo Đại và người tình đang tư tình ở Đà Lạt. Biết trước được việc này, vợ quan toàn quyền đã nhanh chóng đi ra chỗ hẹn hò của vua Bảo Đại và người tình để có thể ngăn chặn một vụ án mạng. Không may rằng, do quá vội vã để có thể ngăn chặn một chuyện động trời không xảy ra, vợ quan toàn quyền đã đi xe quá nhanh và bị tai nạn thiệt mạng. Đối với phụ nữ, lúc nào nhà vua cũng lịch sự, hào phóng và lãng mạn. Nhưng khi kiếm được tiền, ông có thể vung tay mua biệt thự đắt giá tặng cho người tình. Nhưng cũng có lần lâm vào cảnh túng quẫn, ông phải sống bằng số vốn liếng đã cóp nhặt cả đời của một cô gái nhảy. Vua Bảo Đại là vị hoàng đế đa tình. Khó tính hết được đã có bao nhiêu người phụ nữ đủ các dân tộc, quốc tịch đi qua cuộc đời ông. Theo sách Bảo Đại hay những ngày cuối cùng của Vương quốc An Nam của tác giả người Pháp Daniel Gresleman, sở thích hàng đầu của hoàng đế Bảo Đại là đuổi theo những người đàn bà đẹp. Ông từng thẳng thắn bộc lộ sự ham muốn sắc dục của mình, luôn có nhu cầu đối với đàn bà, một thứ nhu cầu thường xuyên không thể dập tắt được như đồ ăn thức uống. Từ khi đến tuổi lớn, đêm nào cũng phải có một người đàn bà nằm bên, mỗi đêm một người. Sau nhiều mối tình, về cuối đời, khi toàn bộ tài sản đã đội nón ra đi, Bảo Đại gặp và chung sống với Monique Baudot, một phụ nữ Pháp sinh năm 1946 tại Rodeny, kém ông 30 tuổi. Bảo Đại vào đạo Thiên Chúa, có tên thánh là Jean Robert. Khi kết hôn với cựu hoàng Bảo Đại, bà đổi tên thành Princess Monique Vĩnh Thụy. Bà là người đã giúp đỡ và trở thành người thân cận nhất của cựu hoàng suốt mấy thập niên cuối đời. Về tiểu sử của Monique có nhiều nguồn thế khác nhau. Báo chí Pháp viết cô từng làm tùy viên báo chí cho một tòa đại sứ, nhưng bạn bè lại kể cô làm việc dọn phòng cho một khách sạn. Một người bạn đã đi thuê cho ông một căn hộ trong cao ốc 29 Fresnel, quận 16 Paris. Chính nhờ làm bồi bàn ở cao ốc 29 Fresnel nên Monique Baudot mới biết được có một ông vua lưu vong bệnh tật không người chăm sóc. Cô đến giúp đỡ và trở thành người thân cận nhất của cựu hoàng suốt mấy thập niên cuối đời. Dù mặn nồng trong nhiều năm chung sống, nhưng hai người không có con. Cuộc đời và sự nghiệp của ông Hoàng Bảo Đại có nhiều biến cố do sinh thời trong giai đoạn lịch sử nước nhà và thế giới chuyển biến phức tạp. Trong tình trường, vợ và những người tình của ông đều là những bóng hồng xinh đẹp nổi tiếng một thời. Và cho dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời mình, ông vẫn luôn tìm được những người phụ nữ rất mực thủy chung và yêu thương ông sâu sắc. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Đừng quên ấn nút like video và đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như đón xem những video mới nhất trên kênh quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.